Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tag xác minh hai bước cho Gmail hay là YouTube. Thì hai cái này nó chung một cái tài khoản Google nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn. Bước đầu tiên thì các bạn vào cái ứng dụng YouTube này. Rồi thì sau khi các bạn vào ứng dụng YouTube rồi á, thì các bạn bấm có mục đây, cái mục tài khoản, mục hình tròn ở góc trên phải màn hình này. Thì chính là cái mục tài khoản của mình nha. Rồi bước này các bạn bấm có mục quản lý tài khoản Google của bạn nha. Rồi bước này các bạn kéo qua tới cái mục bảo mật này thì các bạn bấm vào. Sau đó các bạn kéo xuống, các bạn bấm có mục xác minh hai bước này. Hiện tại để bật này, bây giờ mình muốn tag thì mình bấm vào. Để tiếp tục, trước tiên hãy xác minh danh tính của bạn nha. Thì bước này các bạn nhập cái mật khẩu của cái tài khoản Google này nha. Rồi thì sau khi mình đã nhập mật khẩu rồi, bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp theo nha. Rồi bước này các bạn bấm vào tag. Tag xác minh hai bước này. Tag xác minh hai bước sẽ xóa lớp bảo mật bổ sung trên tài khoản của bạn. Và bạn sẽ chỉ sử dụng mật khẩu để đăng nhập. Thì bước này các bạn bấm vào tag nha. Rồi các bạn kéo ra các bạn xem này. Thì nó để là tính năng xác minh hai bước đã tag này. Như vậy là mình đã tag thành công nha. Rồi ok, vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách tag xác minh hai bước cho Gmail, YouTube hay là Google nha. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Bạn nào thấy hay cũng như là hữu ích thì đừng quên cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.